Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Bến Tre, đài Vũng Tàu và đài Bạc Liêu. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuỗi đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nhé các bạn.